Xin chào tất cả mọi người. Thì chim bồ câu gà Mỹ nuôi được ở những vùng miền nào? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cái thắc mắc này cho rất nhiều người đang có ý định muốn nuôi con chim bồ câu gà Mỹ nhá. Thì đây, đây là chim bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ nha mọi người nha. Đây là cặp này, tất cả những cặp ở đây này là đều là đã có khách đặt rồi nhá. Thì bây giờ mình giới thiệu luôn. Đó là chim bồ câu gà Mỹ này nuôi ở tất cả các vùng miền ở Việt Nam mình đều được nha mọi người. Từ ngoài miền Bắc này đến khu vực miền Nam này đều nuôi được giống như bồ câu gà Mỹ này. Thì mình nói về đặc điểm của bồ câu gà Mỹ này cho mọi người biết luôn. Đó là bồ câu gà Mỹ này thì cái thứ nhất là cái sức đề kháng của nó cực tốt. Cái thứ hai là nó thuộc dạng chim, một trong những loại chim bồ câu mà to nhất nhá, nó là dạng khủng nhất á. Tại vì một con chim bồ câu trưởng thành, bồ câu bố mẹ á, thì nó trọng lượng của nó tầm khoảng 1 kg trên một con nha mọi người. 1 kg trên một con á, trưởng thành, chim bồ câu bố mẹ đã sinh sản rồi nhá. Còn chim bồ câu ra ràng của nó thì tầm khoảng là 7 lạng, 6 đến 7 lạng, tầm khoảng 25 ngày tuổi nhá. Thì ở khu vực miền Bắc, đối với mọi người muốn nuôi con chim bồ câu gà Mỹ này á, thì mọi người ở những cái vùng miền mà quá lạnh hoặc là ở phía Tây Bắc mà có những năm rét đậm rét hại á, thì mọi người đừng có lo là nuôi chim bồ câu gà Mỹ không được. Tại vì bây giờ trên thị trường nó có những cái đèn sưởi á, thì mọi người nuôi chim thì mọi người ở những cái ngày rét đậm rét hại mà xuống âm độ á, thì mọi người sẽ treo cái bóng đèn nó, thì nó sẽ giúp cho con chim bồ câu nó sưởi ấm và chim bồ câu không bị lạnh. Và chỉ qua một vài ngày thôi là hết rét đậm rét hại là mình sẽ nuôi bồ câu vô tư. Còn ở khu vực miền Trung và khu vực miền Nam thì thường là đa số là rất ít khi mà dính rét đậm rét hại, và con chim bồ câu này mình không phải lo trong cái việc mà chim bồ câu rét, mà mọi người chỉ phải lo cho mình nhé. Đó là con chim bồ câu này nó bị dính mưa nhá. Tất cả các dòng chim luôn, khi mà mình nuôi thì mình sợ nhất đó là chim bồ câu nó có bị dính mưa. Nếu như mà nó bị dính mưa thì thường là nó hay bị một vài ngày sau nó hay bị rù rù á, nó giống như kiểu là bị gà rù, nó không phải là bị cúm gia cầm đâu nhá. Cái đó là nó bị giống như là bị thương hàn á. Thì mọi người có một cách mình có thể trị cho nó, đó là mình cho nó uống uống nước tỏi nhá, tỏi ngâm á, thì mình cho nó uống thì đảm bảo mọi người luôn là con chim bồ câu đó nó sẽ khỏe lại thôi. Còn mình lưu ý cho mọi người luôn, ở tất cả các vùng miền của Việt Nam này đều nuôi được con chim bồ câu gà Mỹ này. Nhưng mà khi mà nuôi thì mọi người cũng phải lưu ý về cái vấn đề mà chuồng, lồng, thức ăn và môi trường để cho nó đẻ. Và cái lồng ở đây thì phải rộng rãi thoải mái để cho chim bồ câu bố mẹ sinh sản. Rổ đẻ thì cũng phải rổ đẻ to, và hệ thống thì cũng phải hệ thống nước tự động để nước nó chảy hết, chảy liên tục, nó không bị ứ đọng, để không có tồn tại những cái vi sinh vật gây hại cho con chim bồ câu. Còn cám ở đây thì mình cho ăn cám con cám gà đẻ nhá, kiểu dưới Bắc vậy thôi, đơn giản. Ở Việt Nam mình thì ở đâu cũng có thể kiếm được những cái nguồn thức ăn này cho con chim bồ câu, ở đâu mình cũng có thể kiếm được nhá. Và chim bồ câu gà Mỹ á, thì tại sao nhiều người bây giờ đang nuôi đến thế? Ở trại chim bồ câu của mình có những thời điểm là mình cháy hàng, mình không có chim bồ câu giao cho mọi người luôn á. Đặc biệt đối với cái dòng bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ này, nó thuộc cái phân khúc chim bồ câu kiểng, nuôi phong thủy cực tốt luôn, phục vụ ăn uống trong gia đình cũng cực tốt luôn. Một lần đẻ 2 trứng, một con tầm khoảng 6 đến 7 lạng thì tầm khoảng 1 kg mấy rồi, thì phục vụ ăn uống trong gia đình là quá tuyệt vời luôn mọi người. Vừa nuôi để làm kiểng này, vừa nuôi được phục vụ ăn uống tuyệt vời. Ở khu vực phía Nam này thì mình hay xuất chim bồ câu đi bán, đặc biệt ở khu vực miền Tây và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nuôi rất nhiều. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thường thường là hay nuôi trên sân thượng nha mọi người. Chứ còn hiếm có nhà nào mà có cái đất đai nhiều để mình nuôi á, nuôi trên sân thượng cực kỳ ok luôn. Mình che mái tôn lại mình nuôi và tạo thành một cái môi trường tốt như ở đây. Còn ở khu vực miền Tây thì nuôi càng nhiều luôn. Khu vực miền Tây mình để ý rằng khi mà mua chim bồ câu ở trại mình á, thường thường họ mua số lượng không nhiều đâu, tầm khoảng là 10 cặp, 20 cặp, khoảng 5-6 cặp cũng có.
nhưng mà chủ yếu là họ nuôi thì vì họ thích nuôi phong thủy, cái thứ hai là nuôi biếu tặng và đặc biệt là nuôi để làm thịt cho vợ con ăn. Cái này là nuôi nhiều lắm mọi người. Và nhân giống con chim bồ câu gà Mỹ này cũng cực dễ luôn, nhân giống cực dễ lắm mọi người. Đẻ cái ấp bình thường đó, như con chim bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm đây mà. Tại vì nuôi ít là không ai mua máy ấp trứng cả, thì thành ra là mình phải cho con chim bồ câu bố mẹ tự ấp trứng như thế này nha. Tự ấp cũng rất là tốt đây. Cam này rất đẹp này, bộ lông mượt này. Còn bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ đây mọi người. Ở đây là có một anh ở Vĩnh Long, anh ấy đặt hàng mình 15 cặp chim bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ này. Nên là tất cả cái số lượng bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ mà mình đang quay cho mọi người là đã có khách đặt rồi. Là mình sẽ giao đi cho anh ở Vĩnh Long á. Và hôm nào mà giao thì mình cũng sẽ quay video để cho mọi người xem luôn. Còn chim bồ câu gà Mỹ ở trại mình á, là tất cả đều là đẹp như thế này nha mọi người nhé. Và chim bồ câu này là chim bồ câu bố mẹ đấy, chim bồ câu bố mẹ. Như là cái cặp mà ở bên kia cho mọi người xem. Đây là những cặp bồ câu đẻ, cặp này có rớt trứng rồi này. Cặp này mới rớt trứng và tầm khoảng 1 ngày 2 ngày nữa nó sẽ đẻ lại trứng mới thôi. Đó, mọi người thấy đẹp không? Cặp này cực đẹp này nha. Cặp này nói chung là tất cả các cặp ở đây đều đẹp. Và cái anh khách này mình nghĩ rằng anh sẽ rất thích thú. Tại vì chim bồ câu gà Mỹ ở trại mình á, là mình là một trong những cái trại cung cấp chim bồ câu gà Mỹ thuộc dạng top ở miền Nam và Việt Nam mình luôn. Và khu phía Nam này thì mình giao nhiều nhất. Ở miền Bắc thì mình cũng giao rất là nhiều, ở Hà Nội này, những tỉnh thành Ninh Bình, Thái Bình mình cũng giao rất nhiều. Và đặc biệt là ở khu vực phía Nam này thì mình giao cực kỳ nhiều luôn. Thì nuôi con chim bồ câu gà Mỹ này thì nó cũng có rất nhiều những cái nguyên tắc để mình có thể nuôi thành công. Và trong quá trình nuôi thì mọi người chưa am hiểu về việc nuôi chim bồ câu thì mọi người cứ nhắn tin cho mình số điện thoại của mình luôn, 0961142323 đó. Thì mọi người cứ kết bạn Zalo với mình cũng có TikTok luôn, Nông Dân Làm Giàu. Tất cả cái hệ thống của mình luôn đều là Nông Dân Làm Giàu, để mọi người tìm đến thật là dễ. Nó có biểu tượng logo ở bên góc ở trên màn hình á, thì đó là logo chính của bên hệ thống Nông Dân Làm Giàu của mình luôn. Thì mọi người có thể theo dõi ở trên đó để mọi người có những cái kinh nghiệm nuôi con chim bồ câu. Không những chỉ chim bồ câu gà Mỹ đâu mọi người, chim bồ câu Titan này, chim bồ câu xòe này, chim bồ câu bánh này, Mi Mắc này, Alaska này, thì mọi người có thể lên trên đó và mọi người xem video. Mình cung cấp rất nhiều những cái kiến thức ở trên đó để cho mọi người nuôi đó. Thì hy vọng mọi người khi mà xem xong cái những cái video của mình thì mọi người sẽ có một cái nhìn thật đầy đủ về nuôi chim bồ câu, đặc biệt là dành cho những người mới nuôi nha. Rồi, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và thích cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha.